Làm gì vậy hả? Trời ơi, trời, cái nhà không có quét được bụi quá trời bụi má ơi. Trời ơi, đây mùng 3 Tết, ăn Tết vui không? Vui, mà đi đâu vậy? Đi tính qua nhà thống Bích nè, rồi xong chẳng ghé nhà bà Tám luôn. Trời ơi, thằng ghế thằng ngồi dưới mắt. Qua nhà thống Bích chúc Tết một cái. Chúc Tết nha. Ừ. Nè, có qua nhà bạn Hai chúc Tết chưa? Bà Hai hả? Ừ. Tính qua tối nay qua. Mà mày qua chưa? Qua rồi má. Dạ hả đứa hả? Qua chúc Tết quá trời chúc hay quá trời hay mà chị lì xì có 50 ngàn rồi má. Nhỏ này người ta lì xì cái lọc 50, 30, 20, 10 ngàn cũng là cái lọc của người ta. Lọc cái gì lọc, tự nhiên mới đầu năm mới mà lì xì có 50 ngàn mà gia đình cũng giàu sang cũng lắm chứ phải. Thấy mày tào lao rồi đó, tao nói mày cho dù mà người ta lì xì mày 1 ngàn đi chăng nữa cũng là cái lọc là tấm lòng. Mày hiểu không? Mày giờ ai đâu mà lì xì vậy má ơi, nhà má giàu lắm chứ phải là nghèo khổ. Bây giờ giàu nghèo gì thì người ta cũng có gia đình của người ta, con cháu người ta, mình có phải con cháu ruột của người ta đâu mà mình phải bắt người ta lì xì cho mình nhiều vậy. Mà tính ra là tôi lì xì cho con cháu bà cũng nhiều chứ phải ít đâu mà. Thì bây giờ mày cho lọc nhiều mấy món mày rước phước nhiều. Vậy đi. Hồn đó trời. Ừ. Mày người ta cho lọc ít thì coi như người sau này người ta rước phước, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Ừ, mà quan trọng là tấm lòng của nhau, hiểu không? Thì ừ. Ừ. Trời ơi là trời, sao mà tao vậy chứ, tao nói thiệt mày, tao đi vòng vòng tao lì xì cũng có nhiêu. Con cháu tao thì tao lì xì 50%, còn con cháu của mấy đứa ở nít ở ngoài thì tao lì xì 20 ngàn, 30 ngàn, coi như tụi tao có cho tụi nó vui, cái bao đỏ đỏ vàng vàng tụi nó vui, hiểu không? Cái lọc tấm lòng, cái lọc cái gọi là cái thủ tục ngày Tết chứ, mà quan trọng gì hồi xưa đó lì xì có 5 ngàn, 10 ngàn, 100, 200, 500 nó sao nói đi vợ ai biết đâu má, tại tôi sống theo thời giờ chứ tôi không có sống theo thời xưa má ơi. Bớt đi, mình bớt đề cao cái giá trị của đồng tiền lên đi, mình sống với nhau miễn sao phải phép là được rồi, hiểu không? Thôi đi giờ để hơi trễ giờ đó. Ừ, vậy cái đi đó ha. Thế là chiều nay để một cây bánh bía qua cho bà Tám nha. Rồi. Lâu rồi. Ủa, sớm mua bao nhiêu cây bánh bía vậy? Không biết ơi. Ủa chết chính mày rồi hả? Trời ơi, mùng 3 nay không có đi đâu hả? Dạ không. Thì trời ơi, sáng giờ cúng gà chưa? Rồi thông suối chân rồi, sáng gà rồi. Trời đất ơi, tao nói ha. Thông thùy chính đi con. Ồ, tao nói tết trang trí đẹp ghê. Thông thùy chính đứng lên nè. Trời ơi, Mẫn đây nè, nó mặc cái bộ đồ hồng y chang luôn nè, thấy chưa? Y gan chính luôn nè. Chúc tết là trời. Đẹp gái càng lớn càng đẹp gái, giống mẹ y chang ha. Nè, mẹ nó đẹp gái mà, nó gì vậy? Thì đó, giống mẹ y chang. Nè, hồi tối ba dặn chúc Tết sao, chúc Tết gì chính gì? Ừ, chúc Tết đi, chúc Tết đi, chị chính lì xì nè. Đẹp, năm mới xấu hơn năm cũ. Ê. Không, hồi tối ba chúc sao, tối ba chúc sao? Năm mới làm ăn phát tài. Chắc nó lỗi. Năm mới làm ăn phát tài, phát tạo. Trời ơi là trời. Vậy là cái chắc nó lộn từ lộn lại nhiều khi nó con nít mà không nó đâu có nhớ rồi. Đâu đâu chút câu khác nghe nó đã hơn rồi. Cái câu gì ba dạy hồi nhà hôm qua nghèo đó hơn. Ê, không ý là làm ăn phát tài nhà giàu hơn năm nay, làm ăn phát tài nhà giàu hơn năm nay. Ừ, ừ đó vậy là đúng rồi, chút vậy mới nhận nghe, chút kia không nhận đâu à, chút kia đâu có lì xì đâu đó. Rồi đi đấy. Đúng rồi, phải nói lì xì là phải đưa liền. Con đừng có làm vậy nè, để chín lấy cho, có chín lấy cho, hiểu không? À, để chín lì xì. Nè, chín chúc con nha. À, năm mới cao hơn, lớn hơn, xinh đẹp hơn, học giỏi hơn. Hiểu không? Hiểu. Rồi, dạ hiểu. Dạ hiểu. Ừ, là phải ngoan ngoãn hơn, nghe lời ba mẹ nghe không? Rồi, cái này là chín lì xì cho con. Cảm ơn con chín đi. Thôi đưa cho mẹ giữ đi con. Đưa mẹ giữ cho nha. Chứ nhỏ đừng có giữ. Thôi, con đi ra là sao á, con ngồi chơi đi nha. Thôi cho nó ngồi để chơi đi, có gì đâu trời ơi. Nít nôi để người lớn nói chuyện cũng được thôi. Ở đây ngồi với chín nè. Trời ơi, gái cưng của người ta. Không có quậy đó nha. Không có quậy, ngồi để chơi nè, mẹ mốt là thắt bính lại cho kỹ lên nè. Trời ơi, không có biết hát bà nội ơi, thắt bỏng la. Gái này ta cưng lắm thiệt á. Giữ gì ha. Vậy thôi lấy đứa nào làm đứa nó đi. Ủa mà năm nay Tết sơ chính. Hả? Năm nay Tết ổn không? Cũng được. Ổng làm năm nay ổng cũng có thưởng nhiều cho nên là cũng được. Yeah. Bởi vì mới đi lì xì thoải mái hơn mấy năm trước. Trời ơi. Ê hồi mấy năm trước rồi. Đáng lẽ ra làm chị phải lì xì cho hai đứa mình. Năm nay ngày nào bà cũng Tết gần hết chứ. Hai vợ chồng bay già cái đầu rồi. Già nhưng mình ta vẫn còn muốn lì xì chứ bộ. Thôi tối nay kêu chồng mày lì xì cho mày đứa con trai kìa. Bà nội ơi, đẻ hoài mệt muốn chết gì đó. Nó đẻ mấy con đứa mà. Thôi, biết sao, biết cái câu mà gì. Em vẫn muốn lì xì, em vẫn muốn là con bé. Mày bớt điệu đi mất ơi. Mày điệu, giỡn ốc da gà luôn. Con muốn có em không? Không.
Đó thấy không? Cái nết y chang con bích luôn á. Ê, kệ người ta, nhà mẹ con người ta không giống, giống ai giống bà hả bà nội? Ờ, họ giống cặp cũng được, cũng duyên dáng. Thôi dạp đi bà nội ơi, bà ấy thì bà. Hai đi ngay sao chơi đi con, để hồi ăn uống gì chưa vậy? Ăn rồi. Rồi sớm giờ ăn rồi, cúng rồi, ăn cơm rồi. Nhớ bà nội. Quên nữa. Có qua bà Tám chưa? Chưa qua, xíu mới qua. Ờ, quên rồi. Anh lấy một cây bánh bía cho chị Chính đấy. Rồi quên. Bánh bía gì? Bánh bía Sóc Trăng á. Dưới quê gửi lên rồi xong em gửi cho dòng họ người cây à bánh bía Sóc Trăng hả? Dạ. Trời ơi. Trời ơi, để chiều nay lấy cho bà Tám một cây nữa tại vì hổm nay không có ghé. À rồi tao nói nha, bánh bía Sóc Trăng là ngon số dắt rồi. Ở đây ta đặt nè. Trời ơi, cảm ơn nhiều nha chị cây dễ ăn nha. Trời ơi, nhưng sầu riêng trứng muối nè quá trời, hai cái trứng luôn. Thôi nó chỉ là hai vợ chồng ở ăn Tết vui vẻ, chúc năm mới phát tài phát đạt. Rồi năm nay là sinh quý tử nha. Ôi. Rồi chút dịu à. Rồi thôi chị về. Hai đứa gồng thôi chứ. Ờ đi chợ thôi chị về nha. Rồi giờ là cái gì mùng 4 mình mùng 6 đi, quá lâu mùng 6 đi làm lại rồi. Rồi. Bye bye nha. Bye nha, anh thích chị vậy. Chính về với Mẫn ơi. Trời ơi Mẫn á Mẫn. Dạ. Về đây với mẹ nè con. Trời ơi, đây được lì xì luôn trời. Ê chà, nhà bả năm nay được lắm, thấy làm ăn gần luôn mà. Mới xây căn nhà mà sao mà không được cái bây giờ, hiểu không? Thấy ngày nào cũng nhậu linh đình hết trơn mà. Ngày nào cũng có khách hết trơn mà sao. Tự xanh nhà mươi. À đã, để em cút coi thử coi bao nhiêu nha. Nhanh nhanh chồng coi cho chồng coi nha. Ê, nguyên có bò xanh luôn. 20.000. Cái gì vậy? Ừ, cái bà nội này tôi nói là lớn rồi lì xì cho con cháu, lì xì là tệ nhất cũng phải 50%, cái gì mới coi được. Lì xì 20.000, thời bữa nay là lì xì 20.000 đó trời. Bởi vậy công nhận ha, keo kiệt thiệt đó chứ. Bây giờ cái nhà biết lớn biết sao bà giàu, biết sao bà cắt được cái nhà đó. Bởi vậy mới nói cái nhà tuồng cho bá lì xì cho con cháu có 20.000, thời bữa bây giờ 20.000 ăn được cái gì, hai cây ruốc hả? Trời ơi, không ai mà keo kiệt bủng xỉn như bà Chính chứ. Bởi vậy đối xử tốt với người ta á, lấy cây bánh bía cho ta gần 100.000 rồi, bây giờ xì lại có 20 lỗ mẹ 80 mấy ngàn rồi. Mò thiệt chứ, bây giờ thời buổi bây giờ hả, là không có ai là xì hai mà 20 cái chân á, người ngoài ta còn cho 50, 100 ngàn thì còn coi được, cái này có 20 mà lấy làm gì. Sao nãy không dạy ta coi luôn, thấy 20 đừng cho cái bánh bía luôn. Không lẽ hả, bà ngồi ở đây gì gạch thiệt chứ. Nói thiệt cái mai bố không chị em gì hết trơn á, nghĩ cho ai đi, mệt ai đấy ăn đi, mệt quá trời mệt rồi. Nhắc tới thì kìa, bởi tôi nói bà thiệt giàu có lì xì nhỏ lì cho được xíu đi. Con Chính lì xì bèo quá. Lì xì có 20.000, có 20.000 nhỏ nó làm gì được. Bà hiểu sao mà con tụi bay nó giống ai rồi đó, nó giống y chang cái nết khuôn cha mẹ tụi bay, cha mẹ nó đẻ ra luôn chứ không. Nó giống, nghe nè, không giống vợ chồng tôi, giống ai giống bà lì xì giá trị bao nhiêu nó không quan trọng, mà quan trọng là gì, là tấm lòng của người ta, quan trọng là cái lộc của người ta. Có tiền lì xì là may rồi, có nhiều người người ta còn không có kìa. Trời đất ơi, 20.000 mua cái gì? 20.000. Nè Bích ơi, chị nói cưng nghe, ai cũng dân lao động hết trơn á, ai cũng có gia đình hết trơn. Tết người ta biết bao nhiêu chi phí để người ta chi tiêu cho gia đình người ta. Ủa gia đình cưng cũng vậy mà. Ủa thí dụ gia đình cưng giàu, cưng lì xì cho người ta 50 thì cảm ơn cưng đi, coi như là cái đó cái phước, cái lộc của cưng cho người ta. Rồi sau này cưng nhận lại cái phước lại. Còn cái này chị bây giờ chị có 20 thì chị lì xì coi như là, còn con cái trong gia đình chị á thì chị lì xì 50, còn con cái không phải ruột thịt á thì chị lì xì 20 coi như là cái lập cho tụi nó vui thôi. Rồi bây giờ cưng đo đếm giá trị ra để làm cái gì? Mình đo đếm giá trị ra để làm gì? Cái đó là cái lập của con bé nó có thể mua được cây kẹo, hai cây kẹo, chai nước, hai chai nước cũng là chuyện vui của nó. Tự nhiên bây giờ cứ nói thật nha, bây giờ tao mà không để quên điện thoại để tao hoành lại tao lấy á, tao không biết vợ chồng bé keo kiệt bụng xỉn cỡ đó đâu. Điện thoại của mẹ con mà. Điện thoại này của Chính. Rồi bây giờ nói vậy hả? Bây giờ tính toán đến nước mà 20.000 với cái bánh bía vậy thôi, chị gửi là cái bánh bía cho hai vợ chồng em đó. Chị không lấy đâu. Bởi vì sao? Của cho là của nợ, hiểu không? Bây giờ tụi bay cho tao cái gì thì coi như tao mắc nợ tụi bay cái đó. Là sau này tao cũng có cái khác tao trả lại bay. Ủa sao cái lúc mà vợ chồng bay qua mượn tiền chị á, vợ chồng bay không nói vậy đi. Sao lúc mà vợ chồng bay qua mượn tiền chị không lấy đồng bạc lời nào đó. Sao vợ chồng bay không tính toán với chị đi. Mà bây giờ chị qua chị lì xì 20.000 cũng là tiền nha. 10.000 cũng là tiền, 500 đồng cũng là tiền. Nó có mệnh giá, nó là đồng tiền. Nó không có đo lường được cái gì hết trơn mà nó đo lường được giá trị nhân cách của con người đó. Chị nói vậy thôi, bữa nay mùng 3 Tết chị hoan hỷ nha. Con á, con bây giờ con còn nhỏ, con chưa có hiểu đâu.
nhưng mà con phải học cái cách người ta suy nghĩ sao cho đúng đắn về giá trị đồng tiền, để nữa lớn lên á con là người có ích cho xã hội, con hiểu không? Chứ con đừng có nghe theo cha mẹ con nói như vậy rồi con làm theo. Chính nói như vậy là chính muốn tốt cho con thôi. Con nhỏ đừng có vậy. Cảm ơn ạ. Đi về đi, tốt gì mà tốt. Vừa làm bộ tốt lành dữ lắm mà có 20.000 lì xì. Lì xì 20.000. Con nhận thì chứ nói gì mà còn keo kiệt cỡ đó đó. Ai ăn được bá nữa. Mai mốt quá khỏi mượn gì trơn á. Bởi vì nó đừng qua mượn tiền bà nữa mà. Lì xì có 20.000 là biết tánh sao. Lấy em bé cắt đỡ hơn nữa. Lấy em kia đi lấy cho người khác. Quên đấy, không gửi cho bà lại 20.000 quá đi, đừng nhận lì xì. Để chiều nay lấy trả bả luôn. Chứ lấy làm gì?